1, 2, 3 Thái Nguyên Live Hot. Rồi hello bạn, hôm nay mình có một buổi giao lưu với một anh em trong group bí mật tăng chiều cây Việt Nam. Thì bạn này cũng có tập cách bài tập mà Econ mình đang làm mạng và mình thấy kết quả rất là tốt. Thì mình từ Sài Gòn đến Bình Dương lặn lội tới đây là một tiếng để mình quay đó, thuê xe máy cái thứ này đó. Thì em có thể chia sẻ một chút là em tên gì, sinh năm bao nhiêu? Rồi em xin chào tất cả các bạn này, em tên Trường. Em sinh năm 2003, năm nay là 18 tuổi rưỡi rồi, gần 19 tuổi rồi. Thì em cũng biết tới anh Nguyên có lúc 2 năm trước á. Thì tập theo mấy cái bài của anh Nguyên thì cao lên được cỡ khoảng 8-9 xăng. À, là từ mét nhiêu là mét nhiêu em? Thì lúc đó là từ có mét 5-7 à. Mà bây giờ cao mét 7-7-1-7-2 gì á. Dạ. Em tập những cái gì, em kể sơ qua cái thứ. Thì cũng hồi xưa thì thấy cũng lùn lắm. Hồi xưa mấy đứa bạn kế nhà thằng nào đó cao toàn là 1m75 với lại 1m8 không à. Thì thấy lùn quá nên cái mới bắt đầu thì mình mới lên trên YouTube gõ thì thấy anh Thanh Nguyên. Thì tập theo mấy bài của anh đó. Nhưng mà mình thấy mấy cái bài mà tập mà nhảy tập không nổi, mệt quá. Mấy bài đó nên là mình không có tập. Nên là mình tập yoga. Thì mình chủ yếu là mình tập yoga với đu xà với lại đạp xe đạp thôi. Thì nó lên được khoảng cỡ nhiều đó xăng á. Thì anh rất là ấn tượng cái trước cái hình mà em đang trước và sau khi tập là em đứng với ba em á. À chết, quên hồi tối nay không chụp với ba em lại nhé. Tối nay chụp gửi cho anh cũng được. À đúng rồi. Thì mình á thì hồi xưa lúc mới đầu á là mình tập sung á. Lúc mới đầu là cỡ sáng mai ngủ dậy á là mình đu xà, mình chứ đu khoảng cỡ 40 giây á là mình lại nghỉ khoảng 10 giây, xong mình cứ đu tiếp. Lúc đó là hai cái tay nè là đuối quá, là đu không nổi nữa, xong rồi bắt đầu mình nghỉ xong xuống mình uống một ly nước, xong cái là mình xuống là mình đạp xe đạp khoảng một tiếng đồng hồ nữa, xong mình xong bắt đầu nhà mình có máy giặt nhưng mà mình không có giặt được máy giặt, mình xuống mình đạp, mình giặt nguyên một thau đồ nữa. Thì lúc đó là bắt đầu mình vô mình ăn cơm với trứng. Lúc đó là ăn trứng nè, rồi mua dưa leo đồ về á, xong cái mình ăn xong cái là bắt đầu là buổi trưa tới chiều là khoảng cỡ 3 giờ mình là lúc đó là tập sung mà mới đầu vô nó cao nhanh lắm mấy bạn. Mới đầu vô thì mình tập nó lên nhanh lắm, một tháng mà nó lên xăng mấy 2 xăng không à. Lúc đó là sung quá xong rồi tập nhiều lắm, xong mình chạy ra ngoài đây nè, cái sân ngoài đây nè, anh coi nha mấy bạn đó, mình với mấy bạn mình ra ngoài đây đá banh không a đá lúc nào nó hết sức luôn á. Thì lúc đó mình về mình nghỉ đó, xong cái tối ăn cơm tối xong học bài xong thì cỡ 8:30 mình lại tập yoga cho tới mấy bạn chứ lên trên mấy cái nhóm group á hỏi là tại sao mà tối không có ngủ được. Thì các bạn chỉ tập yoga giống mình nghe, tập xong cái các bạn ngủ một cái là từ sáng, từ tối mà tới sáng luôn á, là các bạn dậy là các bạn tập tiếp. Chứ còn mà mấy bạn mà không có tập thì mấy bạn chỉ bấm điện thoại tối ngày thì lên giường là mấy bạn không có ngủ được. Thì theo mình là các bạn nên tập yoga trước xong rồi mình ngủ thì nó ngon lắm đó. Nói chung là các bạn nghe tham khảo thôi ha. Thì lúc đó thì kiểu cái bộ môn này nó cũng chưa phát triển cho nên là cũng nhiều cái không phải đúng lắm. Thì nói chung là đừng có bắt chước ha. Thì nói chung là bây giờ các bạn chỉ cần tập mỗi ngày tầm 30 phút hoặc là tiếng gì đó là quay đủ để phát triển thôi. Không cần phải bắt chước với bạn này. Nói chung là cái này em tự ấy chứ anh làm gì dặn giống vậy đúng không? Đúng rồi, em tại lúc đó mới tập nên là em tập sung á. Em tập sung em tự suy diễn ra, em cày như trâu cái thứ chứ anh. Nói chung là mấy bạn nghe tham khảo thôi chứ cái này là các bạn không nên bắt chước theo là chấn thương. Rồi đừng có vô đây là comment được theo anh Nguyên cái thứ rồi thôi chết á. Rồi em muốn chúc các bạn trong group tăng chiều cao điều gì không? Thì em chúc các bạn trong group tăng chiều cao là cao lên cái chiều cao mà mình mong ước để tán được nhiều gái. Đó, thì em nói như đó thôi.
Rồi, nói chung là mình xin nhắc lại là không được bắt chước nha. Thì nói chung là cơ thể mỗi người một khác, không phải là bạn cứ bắt chước y chang bạn này là bạn sẽ được cái kết quả như thế này, không có chuyện đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share cho mọi cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn. Rồi, được.